Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Lộc. Và hôm nay mình được một bạn có tên nhân vật là CFH Ám à. Rồi cái tên rất là nhiều ký tự đặc biệt, nhìn cũng khó đọc. Rồi để test một cái khẩu súng thuộc dòng sniper. Và cái khẩu súng này lần này mình test là cái khẩu súng được mệnh danh chùm tốc độ của dòng sniper ấy, là có cái tốc độ bắn rất là nhanh. Nó có tên là RSASS Master. Hôm nay thì được bạn hát ám từ ngoài mắt rồi. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên để test thử cái tốc độ cũng như uy lực của cái khẩu súng này. Đây rồi. Ôi giời ơi. Thì các bạn thông cảm nha, tại vì cái khẩu súng này nó lại cũng bị lỗi màu rồi. Chứ thực ra nó có cái màu xanh ngọc bích. Đây rồi. Ok, thanh niên này. Ok, đùa nhau. Ui. Rồi cái khẩu súng này tuy cũng nó mắc nhưng mà bắn một viên vào người không chết. Rồi. Thì như các bạn đã biết rồi, do cái máy của mình nâng cấp lên cái hệ điều hành sao chấm cho nên là nó bị lỗi. Lỗi một số súng rồi. Và mình cũng không thể nào mà xóa game để tải lại được. Nếu như mà xóa game tải lại thì nó sẽ khắc phục được cái lỗi màu súng này. Mà nếu như xóa game thì mình lại phải cài lại tất cả các nút di chuyển trên màn hình này thì mình không quen. Ui. Để cũ như thế này chơi quen rồi. Rồi mà cái ba ôi xong rồi. Ô không chết à, đùa nhau phát đấy mà chết. Rồi khẩu súng này thì cường hoa mắc lên thì nó có cái sát hại là 101 hay 102 ấy, thì nó không thể đủ để giết chết được một cái địch khi cái địch ấy mặc giáp thường hoặc là giáp huyền thoại. Còn mình nghĩ nếu như thanh niên nào mà mặc giáp vàng ấy, giáp level 1 ấy, hoặc là không mặc giáp thì một tên khẩu này cũng đủ hy sinh. Ok, đùa nhau, ôi đùa. Thì các bạn thông cảm nha, tại vì mình bắn mấy cái dòng súng sniper liên thanh này mình rất là già luôn. Và do cái khẩu này có cái setup rất là nhanh cho nên là cái clip này mình quay bắn súng sniper mình sẽ không delay. Và mình sẽ bắn liên thanh luôn, cho dù là mình không quen. Chứ không mấy bạn lại bảo là súng này bắn nhanh rồi còn delay làm cái gì. Nhìn ngứa hết cả mắt đúng không? Rồi. Ôi ở thanh niên cầm lít cân thì cái event đăng nhập và nhận được súng ngẫu nhiên thì có rất nhiều thanh niên sở hữu cái khẩu súng lít cân này level 9 này. Cho nên là rất là dễ ăn hành luôn. Mình chỉ tiếc là cái khẩu súng này nó lại bị lỗi tông màu cho nên là không thể cho các bạn xem được cái skin thực sự của cái khẩu súng này. Ôi. Đấy. Ok. Cái rồi, xong lên nhà rồi. Đùa nhau phát đấy không chết hả? Cái thanh niên mà mình vừa kill phát đầu tiên ấy, một viên chết luôn ấy, nó đang đầy. Thanh niên đây chắc là mặc thư giáp. Đấy, thanh niên này cũng vậy này. Chắc là mấy thanh niên này mặc thư giáp hoặc là không mặc giáp cho nên là một viên là có thể đủ chết. Nói chung là hên xui thôi, khẩu súng này lúc mạnh lúc yếu mà. Phụ thuộc vào tên địch nó có mặc giáp hay là không. Đáng lòng nhỉ. Ôi giời ơi. Rồi. Thay đạn thì nó cũng bình thường thôi. Hôm nay thì khi cần mắc lên thì nó có cái xạ tốc là 23. Ngang ngửa với khẩu lục Triton rồi còn gì nữa. Và bắn cái dòng đấy một viên chân luôn đấy. Bắn cái dòng súng liên thanh này nhiều lúc mình ấn nó hay bị hụt nhịp ấy. Cho nên là đấy là cái lý do vì sao mà mình phải delay để mình bắt được cái nhịp chính xác. Rồi, hôm nay thì có cái lượng đạn là 20 viên trên một băng. Quá là nhiều. Ôi, không chết hả? Rồi kết thúc cái trận đấu đầu tiên rất là nhanh chóng. Đây là cái dòng đây là cái khẩu súng sniper
được like được like giống với tốc độ của giống như của khẩu súng lục Python, và like cái lượng đạn là giống như cái khẩu súng MG. Quá bạn ạ, một khẩu súng ngắn hội tụ đủ 3 yếu tố: sức mạnh, tốc độ và lượng đạn. Ui trời ơi, vừa mới vào trận đó mà ăn ngay có bom vào mặt rồi. Ui. Rồi, một tên tử vong. Ui, cái xong. Rồi, mạng thứ hai tuyệt vời. Đấy, giờ mình sẽ bắn liên tục. Không cần biết có đi hay không. Ui trời, phát đấy cũng chết kìa. Đây rồi, rồi, tuyệt vời. Team bên phiến quân, à quên, bên tên địch, bên liên quân, à bên liên minh ấy. Thì 4 tên thì mình thấy có 3 tên là mình bắn ra cái tiếng này một phát chết luôn ạ. Ơ, thằng này không chết này. Rồi, thì mình tỉnh, em này. Tôi xong rồi. Thằng này là nhảy nhất. Kinh thế, rồi. Các bạn có thể thấy bắn rất là nhanh. Nếu như bạn nào mà quen bắn cái dòng sniper liên thanh này thì cầm trên tay cái khẩu súng này thì rất là bạo rồi. Đây rồi, đây rồi. Nứt trong nhà, nứt trong nhà. Úi dồi, úi dồi. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, đấy. Sniper RSIS đối mặt với lại lục Python. Và Sniper đã chiến thắng vì cái tốc độ nó rất là nhanh và cái lượng đạn nó rất là nhiều. Thanh niên. May mà gặp thanh niên cầm lục Python chứ gặp thanh niên cầm Glock 18 thì chắc lệnh là mình chỉ có ngậm hành nè. Nào ra đây. Trước mình cũng test cái khẩu súng này một lần rồi. Khi đó là mình test cái ác của Pino. Và khi đó thì Pino đã nâng cấp Pino hồi đó là top 1 của top 1 cường hóa bên server miền Trung. Cho nên là những cái điểm mà cộng tăng cái điểm thiên phú trong cái điểm trong cái nói chung là khi mình cường hóa lên một cái cấp súng thì nó sẽ cho một cái điểm thiên phú ấy. Thì hồi đó thì Pino là top 1 cường hóa cho nên là đã tăng full toàn bộ tất cả các chỉ số. Cho nên là cái khẩu sniper, cho nên là cái điểm mà sniper ấy thì Pino cũng đã cường hóa mắc lên. Cho nên là cái sức mạnh của sniper tăng thêm một bậc. Và hồi đó mình chết là cứ một tên là chết thôi. Hiếm khi mà đến thứ hai mới chết, tại vì khi nào gặp thanh niên nào đeo chắc cái huyền thoại thì mới hai bên mới chết được. Còn tài khoản của bạn này mình nghĩ là chắc là chưa, không biết là đã cộng mắc cái điểm sniper chưa. Nếu như mà xác định mà cầm cái khẩu súng ngắm này mang đi đấu tranh thì nâng mắc cái điểm sniper lên thì bắn nó cũng khá là bá đạo. Rồi, đang là sớm cho nên là mình sẽ test thêm cái trận nữa về cái khẩu súng RSIS này. Thì cái dòng sniper liên thanh mà, cho nên là thường thì cái độ ổn định của mấy cái dòng sniper liên thanh này nó cũng khá là thấp. Nó không được cao như mấy cái khẩu súng ngắn bắn đầm kìa. Thì nếu mà liên thanh thì trừ mỗi flash tần này ra. Cái khẩu súng ngắn kiếm sĩ thì mình nói rồi. Cái khẩu súng đấy thì liên thanh cũng có mà độ ổn định thì cũng có. Khẩu đó thì là khẩu vip thì mình nói rồi. Rồi, ra đây. Dưới hầm, dưới hầm. Mình nghe tới xuống dưới hầm. Cái map này mình không thích cái map này cho lắm. Tại vì nó khá là rộng. Và cái map này nó cũng không được sáng cho lắm. Cho nên trong khi đó là mắt mình nó cũng hơi mờ mờ, nhìn cái mắt này rất là khó nhìn luôn. Đâu rồi? Ở đâu? Ok, đùa lát. Nhìn thế phát đi thả một phát thì đúng thanh niên này hy sinh rồi. Đúng cái lúc lát á, ui rồi. Cũng may mà có đồng đội, đây rồi. Ok, phát đấy không chết kìa. Rồi, đấy, như các bạn đã thấy thì phát đây chỉnh đúng tầm nhưng mà đạn vẫn đi lệch do cái sự ổn định của cái dòng liên thanh này nó khá là thấp.
cái khẩu súng này nó lại liên thanh rất là nhanh luôn nhé. Súng nào, súng sniper nào có cái xạ tốc càng nhanh thì cái độ ổn định càng càng thấp, theo mình đoán là như vậy. Được cái ưu là thì phải mất cái kia. Ơ đùa, lag à, ui rồi, không chết à. Nhảy gì đây rồi, ui rồi lag à, bắn xuống dưới người mà lại hết shot ảo chứ. Rồi còn 2 đấu 2. Rồi một mình, tuyệt vời. Rồi mấy thanh niên này lúc ẩn lúc hiện ảo vãi. Đây rồi, đây rồi. Ôi thanh niên này còn tí máu này, ở kia. Ôi, ôi chạy nhanh nhé. Đùa nhau. À, một tên dưới hầm nữa. Mình chẳng biết bắn thế nào. Rồi tên này thì là cái tên lúc nãy chạy nhanh thế nhỉ. Là mình cứ tưởng chạy ra đây. Hóa ra lại chui xuống hầm. Ô, trận này mà thắng à? Bên mình còn một người mà bên team liên minh hai người mà sao mình lại thắng nhỉ? À nhỉ? Phát đấy tưởng thua ai ngờ thắng. Đúng là lộc trời ban. Cái trận thắng rất là hư cấu luôn. Đùa mấy ông nắm nắp ở đâu hết rồi, nhìn chẳng thấy ai. Đấy, sao đồng đội mình gặp được mấy tên địch mà sao mình đi thế nào mà lại chẳng gặp con ma nào. Rồi, một thanh niên mới hồi sinh. Tôi xong rồi, tôi xong rồi. Ui, ui rồi lag. Rồi, bắn rất là nhanh. Khẩu này thì mình nghĩ thì nó không thích hợp cho đi danh lắm. Rồi, thanh niên mình ngáo rồi. Khẩu này thì cũng 15 sốt, cho nên là các bạn có thể cường hóa tấn công anh hùng cho cái khẩu này. Và để tí nữa cuối clip mình sẽ ra coi khi cường hóa tấn công anh hùng lên thì cái khẩu súng này sẽ được tăng thêm bao nhiêu cái điểm PVE. Thì mình nghĩ khẩu này nếu như mà cái điểm PVE khoảng trên 300 hoặc trên 400 thì khẩu này đi zombie cũng khá là bá đạo đấy, đừng có đùa. Cầm hôm nay các bạn thủ cũng tốt đây, nó bắn cũng khá là nhanh mà. Đấy, phát đấy không chết rồi. Còn một tên nữa. Còn một tên nữa. Năm nó rồi. À, thằng này. Bắn không? Ôi, đùa nhau. Vừa mới thảo mà phát thanh niên thay đạn này, đầu chốc xuống này. Phát đây rất là may mắn luôn đấy. Đang định trồn tí mà ai ngờ thanh niên. Nào ra đây. Ui giời ơi thanh niên nào ăn có đít chết luôn. Đây rồi, đây rồi. Đứng lại em. Chạy đâu. Chạy đâu, ui trời. Ui giời ơi, ui giời ơi. Ui. Ui rồi. Rồi, một pha bắn vớ vẩn lại trên người. Ừ, cái khẩu này mình bắn rất là ngáo luôn. Đây rồi, hy sinh em, hy sinh. Hy sinh ạ. Nằm xuống. Ui rồi, ui rồi. Ui rồi, ui rồi, bắn nhanh. Bắn nhanh quá cho nên là đạn nó bay tứ tung luôn. Đấy, bắn vớ vẩn lại tung xuống người rồi, rồi rồi. À, lôi lục và giết rồi. Ok, đùa nhau. À, không nằm xuống này rồi. Rồi. Ui rồi. Kết thúc cái trận đấu thứ 3. Và qua 3 trận thì mình cũng đã vừa test xong cái khẩu súng sniper được mệnh danh là vua tốc độ trong cái dòng sniper của RSI Master. Và chúng ta sẽ vào coi cái điểm chỉ số của cái khẩu súng RSI này. Đây rồi,
Đấy, các bạn có thể thấy được cái màu chính của nó là cái màu ngọc bích và trộn với màu trắng vàng. Và tốc hạng của nó là 101 và tốc 23 rất là lớn. À, cái khẩu này khi cường hóa tấn công lên anh hùng lên thì các bạn có thể thấy là lên được 410 điểm, rất là bá đạo luôn. Và xuyên khẩu này rất là bá đạo, 64. Rồi ok. Và nếu các bạn thích cái clip này thì hãy nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.